Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Nỗ lực xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc tại huyện Phong Thổ. Tưng bừng chợ phiên Tà Mông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1246 về việc giao mục tiêu nhiệm vụ cho huyện Nậm Nhùn thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025. Với mục tiêu chung là tạo điều kiện để huyện Nậm Nhùn tập trung nguồn lực, chủ động linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách về mức sống so với mức bình quân toàn tỉnh. Trong đó, phần đầu đến năm 2025, Nậm Nhùn có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 15 tiêu chí, bình quân tiêu chí trên xã 16,6 tiêu chí trên xã. Phần đầu thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn tăng từ ít nhất là 1,5 lần so với năm 2020. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm 4%, giảm 1/2 số hộ nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người các hộ nghèo tăng ít nhất là 1,5 lần so với năm 2020. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phấn đấu đưa xã Nậm Hàng ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Thưa quý vị, biết đọc, biết viết, biết cộng trừ nhân chia tưởng như là điều bình thường với bao người, nhưng với các học viên đồng bào Mông, Dao ở xã Là Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, xóa mù chữ cho những người dân ở đây là một nỗ lực không ngừng nghỉ của cả thầy và trò. Tất cả đem theo niềm hy vọng để có cuộc sống ấm no hơn. Khi màn đêm buông xuống, lớp học xóa mù chữ tại hai điểm trường và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Là Nhì Thàng lại sáng đèn. Từ tháng 3 đến nay, đều đặn từ tối thứ hai đến thứ bảy, thầy cô trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Là Nhì Thàng đứng lớp với những học viên chưa biết mặt chữ, xa lạ với tính toán. Dù lớn tuổi nhưng chị Tần Tả Mẩy, dân tộc Dao, ngày ngày vất vả với nương rẫy, nhưng tối về chị vẫn hăng hái đến lớp học với khát khao được biết chữ. Trong quá trình học tập trên lớp, các học viên được thầy cô dạy thêm nhiều kỹ năng sống, cách giao tiếp và tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng. Sau khi nhà trường mở lớp học xóa mù chữ, nhà bọn em bản trong bản xã Là Nhì Thàng, ngay ủy ban nhân dân, ngay nhà trường cấp 1, bọn em cũng học được hiểu biết và rất nhiều. Và bây giờ bọn em cũng biết viết, biết học rồi, nên trong bản có ai không biết học, không biết chữ thì bọn em cũng giới thiệu đi học. Hiện tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Là Nhì Thàng dạy xóa mù chữ cho 94 học viên dân tộc Mông, Dao. Do trình độ ngôn ngữ khác nhau nên việc dạy gặp khá nhiều khó khăn. Chương trình giảng dạy tại các lớp xóa mù tương đương kiến thức của học sinh lớp 1 đến lớp 5, gồm các bộ môn toán, tiếng Việt, khoa học xã hội, được xây dựng sát với thực tế đời sống của bà con, giải nghĩa từng từ và đưa hình ảnh thực tế để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Trong thời gian đầu thì có rất là nhiều các đồng chí ở lại, thì thời gian đó thì rất là vui. Còn trong thời gian này thì bây giờ là chỉ có một mình thôi. Đấy là nên là đi lại cũng rất là vất vả, đi lại buổi tối nữa. Nên là lúc nào cũng vì sau thời gian này trời lại mưa. Nên là cũng phải sắp xếp thời gian công việc để đến trường, đến lớp để hoàn thành cái nhiệm vụ mà nhà trường đã giao và bên xã với các cơ quan ban ngành phòng giáo dục đã giao cho. Để mở được lớp, chính quyền địa phương, giáo viên đã phải đến tận nhà từng hộ dân trong xã tuyên truyền, vận động bà con. Lớp học được trang bị khá hiện đại, bởi cùng với bảng đen phấn trắng, giáo viên sử dụng máy tính, máy chiếu để giảng dạy, giúp học viên hứng thú với bài giảng. Sau một thời gian mở dạy, lớp học đã bắt đầu cho những kết quả tích cực và được bà con nhân dân ủng hộ. Nhà trường sau khi nhận được sự chỉ đạo của cấp trên thì đã tiến hành rà soát tỷ lệ xóa mù chữ trên địa bàn xã, thì đặc biệt là tỷ lệ mù chữ mức độ 2. Sau đó là phối hợp với các đồng chí trưởng bản tiến hành khảo sát để xem số lượng các học viên để mở lớp.
Bằng tình yêu nhiệt huyết với nghề chồng người, thời gian qua giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Làn Nhì Thàng vẫn miệt mài để đưa những chuyến đò tri thức cập bến, nhất là những chuyến đò đưa con chữ đến với người dân tộc thiểu số. Từ đó giúp bà con có động lực, niềm tin vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây dựng cuộc sống mới, ấm no hạnh phúc và phát triển. Thưa quý vị, nằm bên sườn dãy núi Hoàng Liên hùng vĩ, có độ cao trên 1.300m so với mực nước biển. Từ lâu địa danh xã Tà Mung, huyện Than Uyên là điểm đến của nhiều du khách và đã thành thông lệ cứ vào thứ Bảy và giữa tháng và cuối tháng, bà con đồng bào dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú tại các xã Tà Mung, Ta Sa, Khoen On lại mang các sản vật ngược núi Tà Mung đi chợ phiên Nậm Pắt. Đặc biệt phiên chợ này như càng đông vui hơn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tà Mung là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số như là Mông, Dao, Thái, Kháng. Do đó, nơi đây không chỉ là nơi giao thương buôn bán mà còn là điểm hội tụ văn hóa đa dạng. Tại khu chợ phiên này, du khách có thể bắt gặp những sản phẩm thủ công truyền thống như vải thổ cẩm, trang sức bạc, nhạc cụ cùng các mặt hàng nông sản tươi ngon do chính tay những người dân miền núi dày công chăm sóc. Khung cảnh chợ phiên luôn nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu với những bộ trang phục truyền thống và đa dạng của các dân tộc. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phiên chợ này còn đông vui tấp nập hơn. Hôm nay tôi xuống chợ đi mua đồ cho con đi học, rồi cảm thấy chợ đông người, rất là đông vui. Ở đây rất đông vui, rất náo nhiệt và rất đông người, rất nhiều người. Có nhiều cái hàng hóa và nhiều trai đẹp và nhiều gái đẹp nữa. Nhiều du khách đến với chợ phiên Tà Mung đều có chung cảm nhận ngạc nhiên, khác lạ với những nét văn hóa đặc sắc và các không gian trưng bày hàng hóa bắt mắt, đậm bản sắc dân tộc vùng cao. Cảm nhận đầu tiên của tôi là ở đây mọi người đến rất đông vui, bà con xuống dưới này rất là đông và mọi người ở đây có một cái không gian cảm giác cực kỳ gọi là mang tính bản sắc của dân tộc địa phương. Tôi rất là thích điều này. Và mọi người mua bán, trao đổi hàng hóa và có cái trò chơi rất là ấn tượng và đa bản sắc dân tộc. Chợ phiên Tà Mung còn là nơi gắn kết tinh thần dân tộc mộc mạc chân thành, không chỉ là một điểm đến mua sắm chợ phiên Tà Mung. Chợ phiên Tà Mung còn là một hành trình văn hóa, nơi mọi người có thể cảm nhận được sự phong phú và đa dạng của đời sống dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc Việt Nam. Chợ chúng tôi được tổ chức thường xuyên, hàng tháng thì tổ chức vào thứ Bảy của giữa tháng và thứ Bảy cuối tháng. Đặc biệt là cái dịp Tết Độc Lập thì chợ phiên ngày hôm nay là ngày 31 thì cũng được tổ chức và thường thì ngày Tết Độc Lập thì cái lượng du khách lên đây là rất là đông và qua đó thì cũng thể hiện được cái lòng tự hào của dân tộc đối với Đảng Nhà nước và thể hiện được cái tinh thần đoàn kết của nhân dân trong cái việc đẩy mạnh cái phát triển du lịch ở trên địa bàn. Chợ phiên Tà Mung luôn mời gọi mọi người có thể tham quan trải nghiệm vào mỗi dịp cuối tuần. Nơi đây hội tụ đầy đủ các nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Thái, Khám. Bên cạnh đó, du khách còn được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng hay những ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Theo nhận định của cơ quan chức năng, trong thời gian qua, trên cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Lai Châu nói riêng, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến hết sức phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự và đời sống của người dân trên địa bàn. Trong đó có những vụ lừa đảo, không ít nạn nhân là cán bộ, công chức, viên chức. Và trước tình hình đó, các lực lượng chức năng đã thường xuyên thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông. Cũng như nhiều thanh niên khác, anh MV ở phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu mua sắm hàng hóa trên mạng xã hội đã trở thành thói quen bởi sự tiện lợi và được hưởng nhiều ưu đãi của kênh bán hàng. Tuy nhiên, anh đã buộc phải thay đổi thói quen này từ khi nhận được một cuộc điện thoại lạ thông báo anh có đơn hàng, để nhận hàng thì phải chuyển tiền trước. Do bận việc nên anh không suy nghĩ gì cả và chuyển luôn tiền vào số tài khoản được gửi tới. Nhưng hàng không thấy đâu và anh đã biết mình bị lừa. Hôm đấy là tôi cũng có vài đơn hàng sắp về đến nơi thì là có một số lạ gọi đến cho tôi bảo là
Anh có một đơn hàng thì có nhà không để em ship, thì hôm đấy tôi cũng bận công việc, tôi không có ở nhà. Thì đồng chí bảo là sẽ cho đồ, cho hàng vào trong nhà cho tôi. Nhưng mà đến tối tôi về thì tôi không thấy hàng đâu. Vậy nên là mọi người nhận hàng thì phải kiểm tra hàng và thì mới thanh toán, chứ đừng chủ quan như tôi. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nạn nhân bị lừa đảo trên không gian mạng như anh V không phải là ít. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do người dân thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, mất cảnh giác. Nên để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phương thức thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, các cơ quan chức năng gọi điện hăm dọa bị hại, yêu cầu bị hại chuyển tiền đến các tài khoản do các đối tượng chỉ định, sau đó chiếm đoạt, lôi kéo đầu tư kinh doanh chứng khoán, giao dịch vàng, ngoại hối, tiền ảo, dự án bất động sản với cam kết về các khoản lợi nhuận rất lớn, số tiền đầu tư ít, tuyển cộng tác viên bán hàng online, nhận việc làm tại nhà, chốt đơn hàng, dẫn dụ nạn nhân nộp tiền và chiếm đoạt, gửi các đường link giả mạo, giả tin nhắn, nhà mạng, quảng cáo các trò chơi giải trí, để đánh cắp thông tin dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội, SIM điện thoại. Dụ dỗ cho vay tiêu dùng, thủ tục đơn giản nhanh chóng, tuy nhiên, để làm thủ tục nhận tiền thì phải đóng các loại phí và bị chiếm đoạt. Đồng thời, với xu hướng trong thời gian tới, các đối tượng sẽ lợi dụng công nghệ AI, ChatGPT, mạng xã hội để hoạt động, triệt để lợi dụng những vướng mắc sơ hở bất cập trong quy định của pháp luật để hoạt động lừa đảo với các hình thức thủ đoạn biến tướng. Thì vừa rồi thì từ một cái tài khoản bị lừa đảo có 4 triệu là bán bộ sheet ở Hồi Luông thì chúng tôi đã bắt tận trong Cần Thơ. Là đến nay đã xác định là cái đối tượng này đã lừa được khoảng 100 người với số tổng số tiền là 800 triệu đồng. Và tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú, rồi lắm tình hình địa bàn, lắm người, lắm hộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Và một trong những cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ rằng là phải thiết chặt hơn nữa, đó là chúng tôi sẽ cùng với ngành viễn thông, ngân hàng siết chặt quản lý cái SIM số điện thoại và tài khoản ngân hàng ảo. Nếu so sánh các vụ bị lừa đảo, nạn nhân thì chúng tôi thấy là khoảng trên 90% rơi vào phụ nữ. Không rất nhiều những trường hợp mà có thể là không thiếu hiểu biết, hoặc là có nhiều trường hợp ngay ở trung tâm thành phố thôi nhưng vẫn bị lừa. Mà gần đây nhất là một trường hợp thân nhân của một đồng chí trưởng huyện bị lừa trên 3 tỷ trong một buổi tối. Đấy thì chúng tôi thấy rằng là phải tăng cường tuyên truyền trong cái đối tượng, đó là những phụ nữ. Đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tham gia phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, thời gian qua các tổ chức ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng tích cực quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, nhất là tài khoản online, thiết lập cơ chế phối hợp phản ứng nhanh với lực lượng công an, kịp thời trao đổi thông tin liên quan, phong tỏa tài khoản trong xác minh truy tìm, truy xét nhanh dòng tiền, ngăn chặn tối đa thiệt hại tài sản cho người dân, có hình thức tuyên truyền cảnh báo về các thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao tại các phòng giao dịch trên các ứng dụng ngân hàng qua Internet Banking, qua đó chủ động nhận biết, hướng dẫn giải thích cho khách hàng, không thực hiện các hoạt động giao dịch nghi vấn liên quan lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Có khoảng gần 90% là cái giao dịch thanh toán đã không dùng tiền mặt qua ngân hàng. Đặc biệt là các cái giao dịch bằng điện thoại di động, các ngân hàng cũng đã tích cực triển khai cái việc làm sạch dữ liệu khách hàng về cái tài khoản của khách hàng. Hiện nay thì các ngân hàng cũng đã thực hiện làm sạch được khoảng gần 7.000 cái tài khoản của khách hàng trong cái dữ liệu của khách hàng của mình, và các cái biện pháp về đảm bảo an ninh an toàn của các tổ chức tín dụng cũng đã được tích cực triển khai để giúp cho khách hàng có thể yên tâm hơn trong việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến đang ngày càng phức tạp như hiện nay, các tổ chức và người dân cần có sự cảnh giác trước khi giao dịch hay thanh toán, chủ động tìm hiểu, nhận diện, phát hiện các trang web, tài khoản giả mạo, kịp thời tố cáo đến cơ quan chức năng để ngăn chặn và xử lý, hoặc chia sẻ tuyên truyền cho cộng đồng người thân bạn bè các bài viết cảnh báo thủ đoạn tội phạm của các trang thông tin tin cậy để chủ động phòng tránh tố giác tội phạm và cung cấp thông tin cho lực lượng công an nơi gần nhất khi phát hiện các dấu hiệu đáng nghi ngờ, hoặc qua đường dây nóng 0692-469-532 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị, những năm qua, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nà Tâm, huyện Tam Đường triển khai thực hiện với nhiều cách làm thiết thực hiệu quả.
qua đó đời sống của nhiều gia đình hội viên được cải thiện. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những cách làm này qua phóng sự ngay sau đây. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nà Tâm có trên 500 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội. Thời gian qua, hội triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng ủy xã về kế hoạch phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hàng năm. Với sự giúp đỡ của hội cũng như được hỗ trợ vay vốn, nhiều hội viên tìm tòi, học hỏi, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thức sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện tự nhiên và gắn với thế mạnh của địa phương. Qua đó nhiều chị em có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế tại địa phương. Đối với tôi cũng là một hội viên phụ nữ của xã Nà Tâm, cũng được sự hỗ trợ của nhà nước. Tôi đã vay vốn là ngân hàng 35 triệu từ năm 2019 để trồng và chăm sóc chè. Và hiện tại bây giờ trồng chè của tôi cũng được thu hoạch và đã được thu hoạch để phát triển kinh tế gia đình. Trước đây gia đình chị Lò Thị Bun ở xã Nà Tâm chủ yếu làm ruộng, thu nhập bấp bênh. Trước hoàn cảnh đó, năm 2019, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đứng ra tín chấp với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện vay 50 triệu đồng mua trâu sinh sản về nuôi. Nhờ phương pháp chăn nuôi tốt đến nay, đàn trâu nhà chị có 3 con và chị Bun cũng trả được số nợ vay. Đến nay gia đình chị đang từng bước có thu nhập ổn định. Hộ gia đình chính sách của ngân hàng mà sư khoái và sau này tôi quay các phát triển tốt. Nhằm giúp hội viên sử dụng các nguồn vốn vay hiệu quả đúng mục đích, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện mở nhiều lớp tập huấn về chăn nuôi trồng trọt nhằm nâng cao kiến thức cho hội viên để áp dụng vào thực tiễn. Hội viên giúp nhau phát triển kinh tế bằng việc làm cụ thể phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động như xây dựng gia đình 503 sạch, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã để giúp hội viên phát triển kinh tế thì cũng đã ký hợp đồng ủy nhiệm ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, giúp hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách để phát triển kinh tế, như là vay về với mục đích là chăm sóc chè này và nuôi trâu sinh sản để các hộ hội viên gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập ạ. Từ đó thì thấy được hiệu quả của việc sử dụng vay vốn là thấy đời sống của hội viên được nâng lên và các hội viên chị em phụ nữ thì có thu nhập ổn định hơn ạ. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nà Tâm tiếp tục vận động hội viên phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đồng thời chú trọng hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, từ đó giúp nhiều hội viên vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước khẳng định vị thế, vai trò của mình trong gia đình cũng như xã hội. Chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.